Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Khám Phá Bí Ẩn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tiểu sử của bà nhì trai thuộc phi Nguyễn Thị Xuyên, phi tần của vua Thiệu Trị dưới triều nhà Nguyễn. Quỳnh hoa chỉ nở khi ánh trăng kia vén mây rọi sáng. Hơn nửa đời người sống gửi mình như ngọn cỏ bé mọn. Đã tới lúc ta rủ mình đứng dậy làm chủ màn đêm. Thân thế của bà nhì trai thuộc phi Nguyễn Thị Xuyên. Nguyễn Thị Xuyên sinh vào ngày 24 tháng 7 năm 1808, mất ngày 30 tháng 9 năm 1885, phong hiệu nhì giai thuộc phi, là một cung phi của vua Thiệu Trị nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Thị Xuyên là con gái của quan trưởng cơ Nguyễn Văn Phụng, được giao nhiệm vụ trông coi việc binh lính tại Hải Dương. Bà sinh vào ngày 2 tháng 6 âm lịch năm Gia Long thứ 6, tức ngày 24 tháng 7 năm 1808, tại phường Thuận Trạch, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, thuộc phi còn có một người chị là bà tứ giai nhu tần Nguyễn Thị Yên, cũng là một cung tần của nhà vua Thiệu Trị. Thời gian nhập cung của bà Nguyễn Thị Xuyên. Năm Minh Mạng thứ 6, tức năm 1825, bà Xuyên cùng chị mình nhập cung làm phụ thiếp cho vua Thiệu Trị khi ông vẫn còn giữ tước Trường Khánh Công. Năm 1826, bà hạ sinh An Mỹ công chúa Huy Nhu, công chúa còn nhỏ mà tính tình hiếu thuận, đoan nhã, có nữ tác, được cha yêu mến. Năm 1833, bà sinh Thoại Thái Vương Hồng Y. Năm 1841, Thiệu Trị đăng cơ, bà Xuyên cùng các bà phụ thiếp khác được phong làm cung tần. Chờ mãn tang vua Minh Mạng, tháng 1 năm 1843, bà hạ sinh Hồng Kỳ, nhưng hoàng tử bạc mệnh, chỉ sống được 4 tháng sau thì qua đời. Tháng 5 cùng năm đó, Thiệu Trị đại phong hậu cung, bà được tấn phong làm tam giai đức tần. Các phong hiệu từ cao đến thấp trong hàng tam giai bao gồm quý tần truy phong cho bà Đinh Thị Hạnh, lương tần Võ Thị Viên tại vị, đức tần, vì vậy bà Xuyên có vị trí thấp nhất trong hàng tam giai. Năm Thiệu Trị thứ 6, tức năm 1846, bà lại tiếp tục được tấn phong làm nhì giai thuộc phi, cũng là vị phi duy nhất ở hàng nhì giai trong tứ phi của Thiệu Trị, gồm Phạm Quý Phi, Võ Lương Phi, Nguyễn Lệnh Phi và Nguyễn Thục Phi. Chức đức tần sau đó được phong cho bà Nguyễn Thị Huyên. Ngày 22 tháng 8 âm lịch năm Ất Dậu, tức ngày 30 tháng 9 năm 1885, hàm nghi năm thứ nhất, thuộc phi mất. Thọ 78 tuổi, bà được an táng tại làng Dương Xuân Thượng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Sau khi mất, bà được ban thụy là Ý Thuận. Hậu duệ của bà nhì giai thuộc phi. Mặc dù Hồng Y con trai bà không làm vua, nhưng hậu duệ của hoàng tử, tức cháu chắt của bà thuộc phi Nguyễn Thị Xuyên, lại được chọn kế vị ngai vàng vào thời điểm Pháp xâm lược Việt Nam. Thoại Thái Vương Hồng Y là thân phụ của Nguyễn Cung Tông Dục Đức. Từ đó có thể suy ra, thuộc phi là tổ mẫu của Dục Đức, là tầng tổ mẫu của Thành Thái và là cao tổ mẫu của Duy Tân. Nhưng trên danh nghĩa, bà Từ Dụ mới là đích tổ mẫu của các vị vua trên. Bên trên là tất cả những thông tin về tiểu sử của bà nhì giai thuộc phi Nguyễn Thị Xuyên. Mọi thông tin của bà quả là ít ỏi phải không các bạn, nhưng đâu đó vẫn cho các bạn có thể hình dung được hình ảnh của một người phi tần dưới thời triều vua Thiệu Trị. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn hãy chia sẻ video, nhấn đăng ký và nút chuông để ủng hộ cho kênh Top Khám Phá Bí Ẩn các bạn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.